mấy cây giống ở đây nhé. Vâng. Trồng hết thì trên kia cây giống. Vâng. Thank you.
xong cây nha em ơi. Sắp xong rồi anh ạ. Là tổng hết bao nhiêu công nhỉ em nhỉ? Hết 4 ngày anh ạ. Ngày à? Vâng ạ. 0, 2, 4 là 8. 800. Làm tốt quá thưởng cho 200 nhé. Thưởng hoàn cảnh ạ. Vâng, em vâng, xin lỗi. Cho 1 triệu. Vâng, em xin lỗi. Nào có việc thì hộ anh với nhé. Vâng ạ. Em chào anh, hôm nay làm về à? Vâng. Hôm nay con đi làm trồng cây cho họ hỏi trả tiền cho con được 800 nhưng mà họ thấy con làm tốt họ lại thưởng cho con 200. Bây giờ bố đưa cho con 500 nhá. Tí nữa còn 500 này tí nữa con đi mua vịt về nuôi. Đi mua vịt mua bán về nuôi đi, nhà không có gì cả đâu. Vâng ạ. Thế bố làm nhá, con đi sang hàng xóm mua mấy con vịt về nuôi á. Ừ. Thế nói là nhà em có vịt con bán à? Dạ em có mà chị. Thế cho chị xem vịt không? Đây chị vào đây chị. Thế thì em bắt cho chị 20 con. Vâng. Bây giờ em đi lấy sọt á. Chị vào hộ em bắt đi. Đi ra tay rửa tay đó chị ơi. Tổng hết 400 em nhỉ? Dạ vâng chị. Chị gửi tiền. Em xin để em trả lại tiền thừa chị. Đây chị ơi, chị xin nhá. Vâng, chị cảm ơn nhá. Chị về đây. Vâng, chị về nhá. Vâng.
Gì nữa? Gì nữa lấy cái này đi đốt đi, đốt nuôi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.